Xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều ạ. Và hôm nay Trần Tuấn Lương xin có một chút tâm sự quý vị rằng sáng nay thì trước khi tới đây, Trần Tuấn Lương cũng đem theo một vài cái album. Không biết là nếu mà Trần Tuấn Lương hôm nay muốn tặng thêm cho các vị thì có ai muốn nhận không ạ? Vậy có thể giơ tay cao lên được không ạ? Thì những bạn mà muốn nhận thì sau khi Lương hát xong, chương trình kết thúc thì các vị có thể qua quầy kế bên đây để nhận. Và hôm nay Trần Tuấn Lương đem tới 100 mấy cái lận, chắc là đủ cho khán phòng có được không ạ? Cảm ơn tất cả các quý vị anh chị rất là nhiều. Và một cái khúc nữa thôi, Trần Lương xin hát thêm bài vậy được không ạ? Và một ca khúc nữa cũng là một ca khúc rất là mới của Trần Tuấn Lương, được phát hành trong album sắp tới vào đầu năm sau, một ca khúc mang tên Một Đôi Cánh của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ. Xin mời các anh chị cùng lắng nghe.
Xin cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn ca sĩ Trần Tuấn Lương và hy vọng rằng với album ngày hôm nay của Trần Tuấn Lương sẽ được gửi đến tất cả các bạn đã cùng tham gia chương trình âm nhạc online, và cũng như Tuấn Lương sẽ thành công hơn nữa trên công việc học tập của mình và cũng như là bước đường ca hát mà mình yêu thích. Còn bây giờ phải nói lời chào tạm biệt cùng với Trần Tuấn Lương, một tràng pháo tay dành cho Trần Tuấn Lương ạ. Em chưa nói được gì hết, giờ đuổi em vô phòng muốn hát nữa mà không hát được. Thôi, nói nghe nè, tại vì hồi nãy giờ là mọi người cũng nôn nao chờ đón album của em lắm rồi. Có lời chúc gì gửi đến quý vị khán giả ngày hôm nay không ha? Thôi thì lời chúc cuối cùng xin cho Trần Tuấn Lương được gửi lời chúc đến tất cả các quý vị anh chị ở đây sẽ có một tương lai thành công, may mắn và tốt đẹp rất là nhiều. Xin cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều ạ.